review sách mình từng là điều đặc biệt của nhau. Tình yêu là thứ gì đó rất khó nói, có thể làm ta mỉm cười cũng có thể làm ta đỏ mắt. Tuổi thanh xuân là những lần bồng bột không lý do. Đối với người trẻ, yêu chỉ đơn giản là yêu, không cầu kỳ, phức tạp. Khi đã không còn lý do bên cạnh nhau nữa, người ta sẽ tự cân nhắc để bước đi và giải thoát cho mối quan hệ. Những ước hẹn, lời nguyện thề là những câu nói đoán trước sai lầm. Để rồi sau khi nhìn lại tất cả, những kỷ niệm cũ kỷ, những thứ không còn tồn tại đều là bồng bột. Cảm nhận về sách Mình từng là điều đặc biệt của nhau, nhiều tác giả. Đây là tập truyện ngắn mang nhiều màu sắc về những lần bồng bột của tuổi thanh xuân. Gồm 19 tập truyện khác nhau, mỗi một tập là một chuyện tình riêng, một cảm xúc riêng pha lẫn là tiếng cười và nước mắt. Cuốn sách cất giữ một phần ký ức của mỗi người. Mỗi chuyện ngắn là một lát cắt ký ức tuổi thanh xuân, từ những năm tháng tuổi học trò trong trẻo hồn nhiên đến khoảng thời gian giữa lưng chừng thanh xuân của tuổi trẻ cảm thấy bất lực khi không thể làm được. Chúng ta luôn tìm thấy trong quá khứ những điều đẹp đẽ để rồi biết yêu hơn, trân trọng hơn những năm tháng hiện tại và cả những năm tháng mai sau. Cảm thấy bất lực khi không thể làm được. Cảm thấy bất lực khi không thể làm được gì. Ký ức lướt qua đời ta như những cơn mưa rào, ào ào rồi tạnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả. Quá khứ tưởng như đã qua rồi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng khiến ta sững người, chợt nhớ về những năm tháng ấy, nhớ cảm giác ấy chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả thèm một cái nắm tay thèm nghe một tiếng cười trong trẻo giòn tan dưới nắng nhưng cuối cùng chỉ còn lại mình ta với kỷ niệm chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả chợt nhận ra mình vốn dĩ chẳng mạnh mẽ như mình vẫn tưởng đành tự mình ôm ấp xoa dịu trái tim nhỏ bé đã mang quá nhiều tổn thương yêu thương đôi khi là câu chuyện của duyên nợ những người còn duyên với ta sẽ ở lại những người khác hãy cứ để họ ra đi cuộc đời là như vậy đâu ai có thể mãi mãi bước đi bên đời ai nếu con đường họ lựa chọn khiến họ hạnh phúc, hãy mỉm cười và chúc phúc cho họ. Dù rằng quá khứ đã có lúc làm tổn thương nhau thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ muốn ghi dấu một phần ý nghĩa lên đời nhau bằng sự tử tế, cầu mong và thương mến. Chúng ta đừng bao giờ dành thời gian để nuối tiếc quá khứ, cũng đừng hận thù, trách móc bất cứ ai. Cuộc đời ngắn ngủi như thế, thời gian để chúng ta yêu thương nhau còn không đủ nữa là. Yêu ghét giận thương, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mỗi người một nẻo đường và chẳng bao giờ gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập này đôi lời về các tác giả. Mỗi một tập truyện là một câu chuyện riêng của các tác giả, được Blog Radio tuyển chọn để có thể kết hợp với nhau tạo thành một tuyển tập xuất sắc mang hơi thở thực tế nhưng lại không kém phần lãng mạn. Bạn có thể tìm đọc thêm các tuyển tập khác tại Blog Radio. Anh sẽ lại cưa em nhé. Hẹn gặp anh ở Hà Nội. Hãy yêu khi còn có thể. Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta. Độc thân không cô đơn. Cầm tay anh, tựa vai anh, trích dẫn hay của sách ở mỗi một khoảnh khắc, ta sẽ trở thành điều đặc biệt đối với ai đó. Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng, thì khoảnh khắc mọi người từng trở thành điều đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp. Không cần phải lãng quên, vì vốn dĩ lúc ấy, chúng ta thực sự là điều đặc biệt của nhau. Cô vẫn giữ thói quen đi phượt, nhưng đi một mình cô. Cô đi lại mỏm đá ngày xưa, lúc cô và anh khắc tên trên đó. Cô không thể tìm những dòng chữ ngày nào, có lẽ đã không còn nữa. Cô cười, những dòng chữ đã không còn nữa đá cũng mờ nhạt mất rồi em lấy điều gì để tin rằng anh còn nhớ đến em em nghĩ là em có thể đến dự đám cưới của anh và tất nhiên là cũng một người bạn em biết rằng em đã từng ghét anh đã từng hận anh lúc anh bỏ đi ba năm qua em đã cố gắng quên cố gắng xóa dần đi những kỷ niệm của em và anh và cũng là cố gắng cho tương lai của em cô chỉ biết mình vừa bị phản bội chỉ biết sẽ chẳng có đám cưới nào xảy ra Chị biết rằng cô đã hỏi phí cả tuổi thanh xuân cho một tình yêu giả dối. Nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có mỗi tình yêu. Đâu phải thiếu vắng đi một ai đó là ta sẽ không thể sống nổi. Lời kết. Tất cả chuyện trong tác phẩm đều nhẹ nhàng mà sâu sắc. Dưới cái nhìn của những người trẻ nó là thanh xuân. Dưới cái nhìn của người đứng tuổi nó là trái tim tươi đẹp. Đối với tôi, nó là những mảnh thủy tinh vỡ, không thể ghép lại, không thể hiểu được nhưng nhìn thấy được. Chúc các bạn vui vẻ khi đọc xong quyển sách này.